xin chào cả nhà. Hôm nay bên mình giới thiệu cho các bạn một cái đèn LED ha, đèn LED nhảy theo nhạc á. Mã của nó là F8, nó cái hộp của nó rất là đẹp ha. Đây, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem nha. Đây, leo tờ giấy của nó là cái đèn LED F8. Đây là những thông số của nó. Rồi mình bỏ qua ha. Trong cái hộp á thì nó có dây cáp sạc nha các bạn. Rồi ra một cái đèn bé bé xinh xinh. Rồi, cái này là hai, nó tặng kèm thêm hai cái miếng dán. Đây, hai miếng dán. Ở phía sau nó có miếng dán sẵn rồi các bạn, về nhà các bạn gỡ ra ha. Gỡ ra các bạn dán vô bất cứ những cái chỗ nào á. Ví dụ các bạn dán vô cái chỗ vị trí của bạn thích á thì các bạn dán vô hang lọt này ra. Thì ở phía trong cái này là cái lo nha các bạn. Phía trong này là cái lo của nó nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ để qua một bên. Rồi tháo ra hai cái đèn này để hồi mình sẽ sử dụng nhạc, kết hợp hai cái lo ha, kết hợp hai cái lo để mình nghe nhạc ha. Đấy. Đây là hai cái đèn. Thì hai cái đèn nó có một cái nút nào nút khởi động nha các bạn, nút này nút khởi động nè. Còn hai cái nút này á thì điều chỉnh màu. Điều chỉnh màu và cái hiệu ứng màu của nó. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi mình khởi động lên á thì cái đèn nó sẽ cháy. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth để mình mở nhạc lên ha. Mở nhạc lên để cho cái đèn nó sẽ chớp cho các bạn xem nha. Rồi. Bây giờ tắt đèn bớt cho nó tối nha. Rồi rồi mình sẽ mở hai cái đèn lên ha. Đây là nút nguồn khởi động nha các bạn. Khi các bạn mua á, khi các bạn mua hàng á thì nếu mà các bạn mua một cái đèn như thế này á thì vẫn được ha, mua hai cái á, thì hai cái lo nó kết hợp hai lo hát nó hay hơn, nó lớn hơn. Còn nếu mà các bạn mua một cái lo như thế này á thì âm thanh nó sẽ nhỏ hơn, nó kết hợp hai lo thì nó sẽ đẹp hơn ha các bạn, đẹp và hay hơn. Bây giờ mình sẽ khởi động và mình mở Bluetooth để mình mở nhạc lên ha. Đó. Rồi, ok. Mở thêm một cái này nữa. Nè, nút nguồn nè. Rồi, ok, hai đèn đã chết rồi ha. Rồi, và bây giờ sẽ mở Bluetooth trên điện thoại nha. Vào cài đặt, mở Bluetooth. Bật Bluetooth lên. Rồi, bật Bluetooth lên. Thì nó sẽ dò ha các bạn, nó dò thiết bị, nó phát hiện ra cái đèn này. Nó sẽ phát hiện ra cái đèn S8 nè. Ha các bạn, F8 nè, đây là cái đèn F8. Thì nó đã kết nối thì nó sẽ kết hợp hai cái đèn này luôn, kết hợp hai cái đèn lo này luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình rất là đơn giản, chỉ cần mình mở nhạc vô thôi. Bây giờ mình mở nhạc lên thì các bạn để ý nè, khi nào mà mình nói chuyện á thì khi nào có âm thanh á thì nó sẽ chớp theo cái âm thanh nè, khi mình không nói thì nó tắt nè. Cái này mình sẽ điều chỉnh lại cho nó đồng bộ với cái này ha. Rồi rồi đó, khi mà âm thanh mình nói nó mới chớp theo, khi mình tắt thì nó không mới chớp nha. Rồi tắt nè, đó mình nói nó mới chớp theo ha. Thì nó có rất nhiều hiệu ứng màu và ánh sáng ở đây, thì các bạn chỉ cần bấm ở đây thì nó ra rất nhiều hiệu ứng ở đây. Rồi hiệu ứng này hiệu ứng nhiều màu nè. Rồi mở nhạc lên cho nó nhảy nha. Các bạn để ý không, khi mình không nói chuyện thì đèn nó không có chớp ha. Cái này làm nó cảm biến âm thanh á, khi mình nói chuyện á thì nó sẽ chớp theo đó. Đó, hoặc là mình mở nhạc thì nó nhảy theo nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc lên nghe âm thanh của hai cái lo ha. Ok. Các bạn thấy nó nhảy theo nhạc không? Đấy, tắt đèn nha. Âm thanh này cái kiểu mà âm thanh vòm nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Các bạn để ý là khi mà âm thanh của nó mình đặt nó nằm ở dưới cái nền như thế này á thì tiếng nhạc nó và tiếng bass nó sẽ mạnh ha các bạn, nó mạnh. Và nếu mình cầm như thế này á thì âm thanh nó sẽ nhỏ đi, nó không có còn âm thanh nữa. Âm thanh nhỏ xíu, nó không còn tiếng bass. Khi mà các bạn đặt ở dưới một mặt phẳng nào đó ha, đặt ở dưới một cái mặt phẳng nào đó thì âm thanh nó sẽ lớn. Rồi mình mở nhạc nè. Đấy. Các bạn để ý hai cái âm thanh của nó. Khi mình lấy đi á thì âm thanh nó nhỏ.
nè, khi mình lấy lên nó thành nó nhỏ hết bạn. Em lên nó phát đây nè, mình để ở dưới cái mặt phẳng á, mình để dưới mặt phẳng vậy nè, âm thanh nó sẽ lớn và nó có tiếng bass ha. Đấy, khi mình để vào một cái mặt phẳng vậy nè thì âm thanh nó lớn, nó có tiếng bass ha các bạn. Các bạn thợ, các bạn về, các bạn tháo cái này ra, các bạn dán vô cái vị trí cần thích hợp.